Thông tin ban đầu 15 giờ 30 phút, xe ô tô 4 chỗ mang biển số 65A339 chở theo 4 người gồm 2 người lớn và 2 trẻ em chạy trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Bình Định. Theo lời nhân chứng, khi ô tô đến đoạn thuộc xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, bất ngờ bị xe tải chở heo tông mạnh từ phía sau. Tiếp đó, xe ô tô theo quán tính nên ngoặt đầu theo hướng ngược lại rồi va chạm với một xe tải khác. Vụ tai nạn khiến tuyến đường ùn ứ khoảng 3 km cả hai chiều, nhiều xe phải quay đầu. Nhận tin báo, công an và lực lượng y tế thị xã Sông Cầu đến hiện trường làm rõ nguyên nhân và điều tiết giao thông. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi, đầu và đuôi ô tô bể nát, cả ba phương tiện cũng nằm chắn ngang một phần đường quốc lộ 1. Được biết, cả gia đình 4 người trong vụ tai nạn đang trên đường đi từ Cần Thơ về Quảng Ninh ăn Tết.